Hiện nay ở nhà mình thì đang xuất hiện một con chim sáo đen mỏ vàng anh em nhé. Đây, nó vừa đến xong. Vừa hôm qua làm cái video về những loài chim sáo của nước ta thì bây giờ đã có một con chim sáo mỏ vàng đến nhà mình. Con này thì nó trông khá ngơ ngác bởi vì là khả năng là ở nhà nào đấy sổng ra thôi. Chứ còn nó bay cũng không quá là giỏi đâu mọi người ạ. Nó bay cũng chỉ tà tà thấp thấp thôi. Đây, nó cứ quanh quẩn từ đến giờ ở nhà mình đây rồi. Nếu mà trong khoảng mấy ngày nữa mà con chim sáo đen mỏ vàng này vẫn ở nhà mình ấy thì mình sẽ bay nó. Còn không mà nó chỉ bay qua nhà mình cho vui thôi thì thôi, mình sẽ để nó ở ngoài tự nhiên. Tại vì bây giờ nhà mình cũng không còn chỗ để bắt và nhốt nữa rồi. Hello các bạn nha, và xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là con chim sáo đen mỏ vàng của ngày hôm qua thì nó đã không ở nhà mình nữa rồi mọi người ạ. Nó đã đi rồi. Thực sự là chắc là nó chỉ bay qua nhà mình để xem tình hình thế nào, nhưng mà có vẻ không ổn thì lại đi. Đấy, thường mà những con chim bị nuôi nhốt lâu thì nó sẽ không tự kiếm ăn ở ngoài tự nhiên được đâu. Vậy nên là nó sẽ quanh quẩn ở nhà thôi, nhưng mà khả năng là nó đã về ở khu vực nhà nó rồi. Nó đã định hình được rồi. Và mình thì đang tới cây đây. Rất là buồn bởi vì sáng nay mình dậy đã không thấy con chim bách thanh bị liệt nhà mình nữa đâu rồi. Không hiểu là nó đã bị bay đi đâu và có gặp nguy hiểm gì không. Đấy, mình đang tưới cây thì bình thường có nó rất vui mọi người ạ, có nó rất vui luôn. Thấy gì thế mẹ ơi, có gì đấy? Bách thanh á? Đây này mọi người này, mẹ mình đang làm cỏ thì con chim bách thanh nó đã bị khả năng là bị chuột hay chó cắn gì đó ở chỗ này. Sáng nay mình đã có cảm giác không lành rồi, y như rằng là có vấn đề. Tại vì con này nó không bay được quá xa và quá cao. Đấy, nó chỉ bay ở tầng thấp thôi. Chắc là do tối hôm qua, mình nghĩ là tối hôm qua là nó bị chó cắn rồi. Ban ngày chó nhà mình với cả con chim bách thanh thì nó khá là hòa thuận, bởi vì là nó không đuổi gì cả. Khả năng là tầm sập tối hoặc là tầm đêm hôm qua, con chim bách thanh nó hay buổi đêm nó cũng hay bay lung tung nữa, cho nên là chó nó tưởng con gì đấy cho nên nó cắn. Phí quá mọi người ạ, tiếc thật. Khổ con chim. Con này thì thực sự là mình rất quý đó. Thực ra là mình thả con chim bách thanh này ra thì mình phải chịu rất là nhiều rủi ro, bởi vì là ở ngoài tự nhiên thì mưa gió cũng như là các con nhiều động vật, mèo, chuột, chó nữa. Vậy nên là thực sự là mình không thể bảo vệ được nó ở trong những cái lồng hoặc là ở trong cái AV. Thực sự là mình rất buồn mọi người ạ, nó là một con chim rất là ngoan. Đây là một lần nuôi chim bách thanh đầu tiên của nhà mình và mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Có thể là nó sẽ cho mình rất nhiều bài học ở đây. Một con thì mình thả đi thì nó đã bay đi rồi. Và con này thì nó bị liệt, mình cố gắng là chữa trị cho nó nhưng mà nó lại bị ra cái đông mũi này. Thực sự là mình rất là buồn. Thực sự là ngày hôm nay vẫn chưa thể hết nỗi buồn của mình, bởi vì là mình sẽ quay cho mọi người xem cái này. Đó là những con chim chào màu của nhà mình. Bây giờ thì nó đã lở lứa thứ tư của năm nay rồi. Thứ tư nhé mọi người nhé. Nói chung là do thời tiết nó khắc nghiệt quá mà nó đã phải tha hai con chim non của nó xuống. Đây, hai con chim con này mọi người này. Đấy,
Mình nghĩ là thời tiết nó nóng quá, nó không chịu được. Đây là cái lứa thứ tư của nhà mình và nó đã nở được 3 con. Là nhiều nhất trong tất cả các lứa mà mình đã nuôi thì lứa này là nhiều nhất, được 3 con mà lại như này. Thực sự đáng tiếc. Đấy, chim cũng khá lớn rồi, nó đổ khoảng tầm 3-4 ngày rồi nhá. 3-4 ngày rồi anh em ạ. Đấy. Mình tí nữa chắc có lẽ cũng phải là gấp những con chim non này ra thôi. Tiếc thật. Đấy, mình cũng tính là sẽ tách chúng nó sớm ra một chút, bởi vì là thời tiết nó quá khắc nghiệt. Đấy mà mình chưa kịp làm điều đó thì nó đã gấp hết con nó xuống rồi. Đây, mình sẽ quay cho mọi người về cái con chim non mọi người nhé. Quay cho mọi người về những con chim non mà chắc chắn là vẫn còn một con trên này. Tại vì là mình cái hôm chúng mới nở ấy thì mình đã quay rồi, được 3 con mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ quay lên xem là một con trên này thì nó sẽ thế nào nhá. Hy vọng là nó sẽ chống chọi được cái thời tiết này. Đây mọi người này, con này nó cũng khá là lớn, có lông ống rồi. Nhưng mà khoảng tầm mai ngày kia mà nuôi thì đẹp. Mình tính là chắc là mình sẽ để nó nuôi thôi, chứ còn mình không tách ra nữa. Tiếc thật mọi người ạ. Thực sự là mình vẫn bị buồn bởi là con chim bách thanh vừa nãy. Nó do mình rất là nhiều kỷ niệm. Thực sự là mình rất là quý nó, bởi vì là nó gần như lúc nào buổi sáng dậy thì nó cũng ở gần mình. Và mình thường xuyên là người cho nó ăn. Thôi cái gì qua thì cũng qua rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang một chút trái cây này ra để cho gà cũng như là để cho những cái con cá nhà mình ăn nha mọi người nhá. Hôm nay thực sự là rất là nhiều chuyện buồn. Đợt này thì nhà mình rất là nhiều chuối, bởi vì cả nhà hàng xóm cho nhà mình nữa. Chuối thì nhà mình thường là sẽ cho gà này, cho cá cũng như là cho chim. Chim nhà mình ăn rất nhiều. Ở trong này thì hôm vừa rồi mình đã phải là thay cái rác ở trong ổ của con chim trà mào đi, bởi vì là nó đã bị mưa quá mọi người ạ. Cái lứa thứ hai nhà mình nó bị hỏng ấy, bởi vì là nó bị mưa quá. Những cái trận mưa to được vừa rồi thì nó làm hỏng cái ổ này. Mình vừa phải lót thêm một chút cỏ khô vào và chắn thêm một cái gọi là một tấm nhựa ở trên mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy không? Cái tấm nhựa ở trên cái chỗ nó ấp ấy, để cho nó đỡ mưa vào. Đấy. Vì này nói chung của nhà mình thì nó ăn không quá tốn nhiều cám đâu. Bây giờ thì mình sẽ bỏ chuối ra để cho mấy con gà này ăn nhá. Gà nó ăn chuối cũng rất là ác. Nói chung là tốt thôi. Chuối này tiêu hóa tốt. Rồi là nó rất là hỗ trợ nhiều cái, mà cũng như là nó bổ sung vitamin trong cái mùa hè này. Nó rất là nóng nhá. Nói chung là gà nhà mình thì cho ăn một ít thôi. Tại vì nó cắn cắm nấu ấy, thì nó cũng rất là chất rồi. Mình sẽ cho cá là chính, bởi vì cá nó cũng khá là đói. Mọi người nhìn trời hôm nay cũng khá đẹp. Đấy, khả năng là sắp có cơn mưa nữa. Và cái cây cau ở trên này nhà mình mọi người này. Cây cau này, hiện tại là mình đang nhìn thấy một cái tổ chòe mọi người nhá. Con chòe nó đã bay ra bay vào đây rồi. Và sắp tới thì mình sẽ xem nó là như nào. Đấy, những con gà nhà mình thì không biết là có ăn không. Mình cũng sẽ vứt cho nó một chút. Những con gà tre lai trọi của nhà mình thì bây giờ nó cũng nhiều gà con thôi, chứ còn mình không nuôi nhiều gà to nữa. Đó, choi choi ăn kinh phết. Rồi là những con gà mái đẻ. Mái đẻ nhà mình bây giờ nó ấp hết rồi. Mình toàn ấp trứng gà trọi hết, chứ còn mình không nuôi gà tre lai mấy nữa. Đó, chỉ nuôi từng này thôi. Bên này là con gà bắc này, chắc nó không ăn đâu. Đây nhá, đây là cái ao cá nhà mình và đã thả cá được 2 tháng rồi. Đấy, và nhà mình thường là cho ăn rất là nhiều các đồ ăn, ví dụ như rau cỏ này, lòng gà. Nói chung là bây giờ cá trê với cá chim nhà mình thì nó rất là lớn, kể cả cá rô phi như thế, bây giờ rất là lớn luôn. Bây giờ mình vứt chuối vào xuống cho nó ăn nhé. Chuối này là cũng là cái món sở trường của chúng nó đấy, rất là thích. Chuối này thực ra nó quá chín rồi, nó bị quá chín rồi. Nếu có không xanh nữa, xanh thì nhà mình sẽ để lại và để cho chim ăn, chứ không cho cá như này. Đấy, ăn kinh khủng luôn. Bây giờ cá trê nhà mình thì có con đã tầm khoảng hơn 1 cân rồi. Mà đợt trước thả thì nó chỉ bằng cái đầu ngón chân cái. Bây giờ nói chung khá lớn. Cá chim bây giờ cũng bằng bàn tay rồi. Nói chung là ăn rất là thích. Chiều ra đây ngắm bọn này ăn thì nói chung là cũng phê. Nhà mình cho ăn thành thói quen rồi. Cứ tầm chiều này, buổi sáng một bữa, chiều một bữa. Ăn rất là nhiều. Gọi là cho xuống là chưa được một giây là mất hết luôn. Ăn rất là tốt. Chắc mọi người không biết chứ được trước mình câu cá chê lai với cá chim nhà mình thì toàn câu bằng vỏ chuối hết, chứ không câu bằng mùi gì cả.
Nói chung là cái giống này nó ăn rất là phàm ăn. Đấy mọi người thấy nó phi kinh không? Rất phàm ăn luôn và nuôi nói chung là nhanh lớn, thích. Rất là thích luôn. Và mình sẽ cho con gà trên này của nhà mình ăn nhá. Cái chuối này nó sẽ rất là thích. Con gà chuối này là trước chắc mọi người xem nhiều của mình thì cũng quen rồi. Con này mình nuôi thành lông. Đấy, có duy nhất con này thôi. Rất quý con này. Ăn đi cho khỏe. Thay lông cho nó đẹp, mượt mà. Nói chung là gà trên này thì nó ăn uống rất là tốt. Bởi vì là mọi người nhìn thấy cái phần diều nó kìa. Con nào con đấy cũng tròn tròn trục. Từ những con gà con đến gà lớn. Đấy, mình sẽ cho một chút cám nữa cho nó ăn. Cám nấu. Cho nó đầy đủ cái chất dinh dưỡng. Đây là con gà chê bắc của mình. Và ok mọi người nhé, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Video này hơi buồn. Chia sẻ cho mọi người một vài cái hơi buồn. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ video mình nhé. Đấy, và cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe video mình. Hy vọng là các bạn vẫn ủng hộ mình bằng cách ấn nút like cũng như đăng ký kênh. Để mình có thêm những động lực ra thật nhiều video kế tiếp nhé. Và bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha. Xin chào.